Các loại váy cưới mà cô dâu nên biết. Phần 2. 1. Váy cưới khuyết ngực sâu. Thiết kế này được lấy ý tưởng từ chính những bộ váy dạ hội lộng lẫy. Phần ren cắt sâu ở ngực giúp cô dâu trông quyến rũ và xinh đẹp hơn. Phần đuôi váy thường được sử dụng vải von kết hợp với đính đá lấp lánh, khiến nàng dâu mềm mại, uyển chuyển và thanh thoát hơn trong từng bước đi của mình. Váy cưới trễ vai. Đây là thiết kế không quá hở hay khiêu gợi nhưng vẫn mang đến một sự quyến rũ kỳ lạ. Những cô dâu có bờ vai thanh mảnh sẽ phù hợp với thiết kế này vì điểm nhấn tinh tế, khoe bờ vai trần gợi cảm và chiếc cổ thon gầy của nó. Chiếc váy cưới trễ vai sẽ làm cô dâu trở nên ấn tượng và thu hút hơn trong ngày đặc biệt của mình. Chụp ảnh cưới đẹp liên hệ ngay áo cưới Lucky Anh và em.